Còn tại Hà Nội, hàng trăm hộ dân trên đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bị một phen tá hỏa khi chứng kiến đám cháy bùng lên ngay bên cạnh cây xăng. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 7. Lửa đã bùng cháy dữ dội trong kho hàng rộng gần 500m², sát ngõ 136 đường Phạm Văn Đồng. Theo những người chứng kiến vụ cháy cho biết, lửa phát ra từ một gian chứa hàng phía cuối kho. Ngay sau khi nhận được tin báo, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã điều khoảng gần 10 xe chữa cháy đến hiện trường. Khoảng một tiếng sau, lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, do bên trong chủ yếu là vải và gỗ, nên đến 19 giờ, lửa vẫn còn âm ỉ, khói đen tiếp tục bốc lên. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã được huy động phun nước dập tắt đám cháy.